Này, Sophie nói cao đấy, Sophie nói cao. Đâu, làm gì bằng du lịch kia, ăn sáng xong đi hát, ăn xong đi hát, nhiệt liệt chào mừng hoa hồng AC84 AC Tiger ra quân trong hiệp vòng 3 giải bóng đá phong trào Trung Minh mở rộng cúp xoa 3-1 năm 2020. Xin chào quý các bạn, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên sân bóng Trung Minh, phố Ngọc, tỉnh Hòa Bình để chuẩn bị dõi theo các trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ 3 giải bóng đá phong trào Trung Minh mở rộng cúp Suwa lần 1 năm 2020. Chúng ta đã đi được hơn nửa chặng đường nếu như tính cả vòng đấu thứ 3 này nữa trong tổng số 5 vòng đấu, và như vậy là trận đấu đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay đã được chính thức bắt đầu. Đó sẽ là cuộc chiến giữa FC84 và FC Tiger. Và lúc này thì cả Tiger và 84 đều đang có cho mình đó là hai chiến thắng trọn vẹn với 6 điểm, và cả hai đều đang chia nhau ở vị trí đầu bảng. Sau trận đấu này, liệu rằng có một bên nào sẽ tách top hay không, hay liệu rằng cả hai sẽ cùng cầm tay nhau và tiếp tục ngự trị trên đỉnh của bảng xếp hạng. Ở trong hiệp 1 này thì các hứa AC84 là những người trong trang phục áo trắng đỏ, quần đỏ và bảo vệ khung thành phía bên tay trái màn hình nhỏ quý vị các bạn. Họ sẽ gồm có những cầu thủ như sau: số 7 Đặng Vũ Hoàng, số 8 Nguyễn Trung Hiếu, số 9 Trần Anh Tuấn, số 10 Đặng Tuấn Phong, số 28 Bùi Quốc Toàn, số 55 Lê Hùng Dũng và số 84 Nguyễn Xuân Phong. Trong khi đó thì Tiger trong trang phục áo tím quần trắng và bảo vệ khung thành phía bên tay phải sẽ gồm có những con người như sau: số 7 Lê Khánh Duy, số 10 Vi Quốc Khánh, số 11 Nguyễn Hoàng Kiên, số 18 Nguyễn Đức Thắng, số 19 Nguyễn Lưu Hải, số 97 Đỗ Lê Huy Hùng và số 98 Vũ Hoàng Anh. Chỉ có duy nhất 84 và Tiger là hai đội bóng đã toàn thắng sau hai vòng đấu đầu tiên. Cùng với đó là một đội bóng nữa cũng đang có được thành tích bất bại, đó là FC Anh Em với một chiến thắng và một trận hòa. Chắc chắn rằng cuộc chiến giữa 84 và Tiger sẽ nhận được rất nhiều những sự quan tâm và chú ý, vì đến lúc này phong độ của họ tại giải bóng đá Trung Minh mở rộng là thực sự ổn định.
Cả Tiger và 84 đều có cho mình lối chơi tương đối rõ ràng và áp đặt lên đối thủ. Nếu như 84 thì trong trận đấu này họ có thể so sánh về mặt tuổi tác, họ sẽ kém hơn, thậm chí là kém hơn tương đối nhiều. Nếu so với Tiger, một đội bóng đầy trẻ trung. Tuy nhiên, với việc nhiều tuổi hơn thì cũng sẽ là kinh nghiệm nhiều hơn đối với các cầu thủ áo trắng. Chúng ta sẽ chờ xem một màn trình diễn đến từ sức trẻ và kinh nghiệm. Với việc hai đội bóng đang dẫn đầu thi đấu với nhau tại vòng trận đầu tiên này cũng sẽ là khai màn cho một vòng đấu hứa hẹn sẽ tương đối rực lửa. Bóng đã chạm tay. Tuy nhiên trước đó thì trọng tài xác định số 18 Đức Thắng là người đã phạm lỗi trước. Và đá phạt dành cho 84 rất nguy hiểm. Bóng tìm đến xa ngang. Một bài rất hay mà các thủ 84 đã tạo lên. Họ chớp thời cơ với một tình huống đá phạt nhanh. Và xử lý vừa rồi là của cầu thủ mang áo số 20. Không có điều gì xảy ra. Cơ hội đầu tiên đã đến với đội bóng giàu kinh nghiệm hơn. Đó là 84. Xuất phát từ tình huống đá phạt rất nhanh của Bùi Quốc Toàn. Nhưng đây sẽ là câu trả lời. Suýt chút nữa thì đội trưởng bên phía Tiger đã có khoảng trống tung ra tình huống dứt điểm. Thêm một quả đá phạt nữa dành cho 84. Sẽ là quả đá biên dành cho Tiger. Đây trên hàng tấn công của 84 thì tiếp tục Xuân Phong sẽ là người lĩnh sướng hàng công. Bên cạnh đó là Nguyễn Tuấn Anh. Thế nhưng Nguyễn Tuấn Anh, cầu thủ tiền đạo khá nguy hiểm trong đội hình của 84, đã không thể góp mặt ở vòng đấu thứ 2 và có thể là vòng đấu thứ 3 này nữa do chấn thương. Đó cũng sẽ là một tổn thất tương đối lớn đối với đội bóng áo trắng. Thì mà ngay ở vòng đấu đầu tiên thì Tuấn Anh đã thể hiện bản năng sát thủ của mình với một cú đúp và khả năng tận dụng cơ hội tuyệt vời. Trận bóng đá trung bình mở rộng cúp Super League 1 năm 2020 với sự góp mặt của 8 đội bóng tham dự. Xin các bạn, 6 đội bóng tham dự thi đấu làm 5 vòng. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức league. Và sau 5 vòng đấu sẽ xác định ra đội vô địch. Đây mới chính là câu trả lời đến từ phía Tiger. Và áp sát vòng cấm địa bên phía 84 và tung ra cú dứt điểm rất nhanh của cầu thủ mang áo số 10. Đó là Vi Quốc Khánh. Một trong số những cầu thủ nổi bật trong đội hình của Tiger. Được chuyển tốt. Chưa có khoảng trống để tung ra tình huống dứt điểm. Mất bóng rồi. Cơ hội phản công dành cho Tiger. Đường chuyền không thành công. Rằng trong trận đấu này thì cả hai cũng sẽ có những chút thận trọng với đối thủ của mình khi mà họ đều biết được sự nguy hiểm của nhau. Vẫn còn rất hay, cơ hội. Cú sút vừa rồi của cầu thủ bên phía 84 vẫn vấp phải sự truy cản đến từ phía trung vệ mang áo số 98 Hoàng Anh. Cú xử lý vừa rồi bên phía 84 đó là số 8 Trung Hiếu và sẽ có một quả đá phạt góc. Thêm một pha bóng nguy hiểm nữa. Giám tư đang cho thấy những sự lợi hại trong những pha bóng tấn công của mình, kể cả là những pha bóng cố định hay là những tình huống phản công. Lỗi đẩy sau. Lỗi đẩy sau là của Lưu Hải. Thank you.
Đây mới là trận đầu tiên ra quân của trung vệ mang áo số 20 Bùi Quốc Toàn trong đội hình của 84. Ngành cũng đã để lại một dấu ấn với cơ hội nguy hiểm đầu tiên trong trận đấu này. Không nguy hiểm. Đứng trong khung gỗ ngày hôm nay đó là thủ thành Hùng Dũng. Hùng Dũng bên phía FC 84. Đường chuyền không thành công. Sau đó thì sự cố gắng của đội trưởng bên phía Tiger đã giúp họ giành được trái bóng nhưng lại mất bóng. Dứt điểm. Rất đáng tiếc. Đây đã là cơ hội thứ hai mà Trung Hiếu đã có được. Lần này thì cũng là một pha dứt điểm ở cự ly rất gần. Nhưng vừa rồi thì thủ thành bên phía Tiger cũng đã có được một vị trí kịp thời để có thể tạo nên những sức ép nhất định với số 8, khiến cho cú sút của cầu thủ này đi ra ngoài. Tiger vẫn là đội bóng chủ động hơn ở trong những phút vừa qua. Trong khi đó thì sự loạn đó là 84 có những tình huống chủ động hơn. Trong khi đó thì Tiger, những đường truyền của họ vẫn chưa mang lại những sự chính xác. Tiger được với lối chơi rất nhiệt huyết cùng với sức trẻ của mình. Tuy nhiên vì thế, không vì thế mà đội bóng này được phép chủ quan trước một đội bóng giàu bản lĩnh và kinh nghiệm như FC 84. Các cầu thủ trẻ bên phía Tiger họ cần phải giữ được cái đầu lạnh để có thể biết được tấn công hay phòng thủ lúc nào là thích hợp. Nếu như không muốn rơi vào bẫy của FC 84, đội bóng đang thi đấu có phần tốt hơn. Xuân Phong xử lý có ý đồ nhưng hơi khó. Các bạn đang theo dõi những diễn biến của giải đấu Trung Minh Mở Rộng Cúp Sua qua lần 1 năm 2020. Và để tổ chức nên giải đấu này là sự phối hợp đến từ phía Trung tâm Bóng đá Cộng đồng GDF Hòa Bình cùng với Bóng đá Sân 7, Sân Cỏ 365. Và không thể thiếu đó là sự đồng hành của các nhà tài trợ. Nhà tài trợ chính thương hiệu nước uống đóng chai Sohawa, cùng với đó là các đơn vị đồng tài trợ: công ty cổ phần Bình Nam, công ty Sun Hau, công ty nội thất Nhà Việt. Đó đều là những sự đóng góp và chung tay cùng với ban tổ chức để tạo nên một sân chơi rất hấp dẫn dành cho các anh em bóng đá phong trào tỉnh Hòa Bình nói riêng. Trận đấu đang diễn ra với tốc độ khá nhanh qua người Khay. Phản công dành cho Tiger, không được rồi. Sau hai vòng đấu vừa qua thì chúng ta cũng có thể thấy hàng phòng ngự bên phía Tiger cũng không phải là hạng thường. Những cầu thủ khá to cao xuất hiện nơi mặt trận phòng ngự, cùng với hai số áo gần nhau và rất to, đó là số 97 Đỗ Lê Huy Hùng và số 98 Vũ Hoàng Anh. Vi Quốc Khánh, Lưu Hải, đó là quyết định dứt điểm ngay. Vẫn còn, vẫn đang là 84. Và đổi cánh không thành công. Bóng đã được phá ra biển. Quốc Toàn, không được. Đường chuyền quá sâu của Quốc Toàn. Giờ bóng đá Trung Minh Mở Rộng được diễn ra tại sân bóng Trung Minh Phố Ngọc Hòa Bình. Và mỗi một vòng đấu diễn ra
thì đều nhận được sự quan tâm rất đông đảo của các quý vị khán giả. Kể từ khi giải bóng đá Trung Minh diễn ra thì mỗi buổi chiều và tối thứ tư hàng tuần thì sân bóng Trung Minh chính là một điểm hẹn đối với những người yêu bóng đá phong trào. Và họ luôn xuất hiện rất đầy đủ dù trời nắng hay trời mưa để có thể cổ vũ các cầu thủ con cưng. Và cắt bóng rất hay. Đó là một cú dứt điểm từ xa. Và xử lý vừa rồi là của số 88. Thêm một đường chuyền nữa của Quốc Toàn, nhưng kịch bản lại giống với pha đá biên mà anh đã thực hiện trước đó. Đó là không dành cho ai và đi hết đường biên ngang. Và đánh bóng khá mạnh của thủ thành bên phía Tiger. Quả bóng mà Lưu Hải đã rất khó khăn để có thể che chắn và tạo lợi thế cho mình nhưng không thể. Hai cầu thủ thi đấu trên hàng tấn công của Tiger đều là những cầu thủ nhỏ con và sở trường đó là tốc độ và sự lăn léo của mình. Sẽ đối đầu với hai cầu thủ nơi tuyến phòng ngự của FC84. Hai cầu thủ này có một thể hình cao to hơn rất nhiều. Và bóng bất cẩn. Rất may. Rất may trong tình huống vừa rồi thì cầu thủ bên phía 84 đó là số 7 Đặng Vũ Hoàng đã không thể không chơi bóng thành công. Nguy hiểm. Suýt chút nữa thì Tiger cũng đã có được câu trả lời nguy hiểm. Cầu thủ áo số 18 Nguyễn Đức Thắng chính là cầu thủ đã có bàn thắng mở tỷ số bằng đầu tại trận đấu thuộc vòng 2. Vừa rồi anh cũng đã lên tham gia tấn công và cũng đã bật cao nhưng thiếu một chút nữa để có thể tạo nên bàn thắng. Đức Thắng cũng chính là cầu thủ có chiều cao tốt nhất trong đội hình của Tiger. Khá bất ngờ khi Tiger mới chính là đội bóng đang chơi nhỉnh hơn so với Tiger. Đội bóng rất trẻ trung. Vẫn còn. Không được. Sự yếu thế về mặt thể hình đã phản ánh rõ trong pha bóng vừa rồi. Chỉ cần một cái đẩy vai thôi thì Lưu Hải cũng đã không thể đứng vững cho một pha bóng mà tốc độ cao như vậy. Xuất phong. Đổi cánh. Rất hợp lý. Anh Tuấn. Không được. Bóng vẫn lăn hơi nhiều ra má ngoài chân phải của số 9 bên phía 84. Như đó là tình huống úp mù chính diện và chuẩn tâm bóng thì sẽ là một pha bóng rất nguy hiểm. Xuất phong. Bóng tiếp tục tìm đến chân của số 84. Tới hai cái bóng áo tím đã phá bóng trong tình huống vừa rồi. Vừa rồi là tình huống phạm lỗi của cầu thủ bên phía 84. Mặc dù là người phạm lỗi nhưng anh đang gặp vấn đề và rõ ràng là đau hơn đối thủ. Một pha va chạm khá mạnh và vừa cầu thủ bên phía 84 vẫn đang tỏ ra đau đớn. Trải qua hai vòng đấu thì 6 đội bóng của chúng ta đang có được những thứ hạng như sau. Đứng đầu đó là Tiger và 84, hai đội bóng mà chúng ta đang theo dõi. Xếp thứ 3 là FC Anh Em với 4 điểm. Thứ 4 là 246 với 1 điểm.
Trong khi đó thì 357 cùng với 6:30 là hai đội bóng chưa có được một điểm số nào. Ở vòng đấu thứ 3 này thì sau khi kết thúc loạt trận đầu tiên giữa 84 và Tiger, chúng ta sẽ đến với trận đấu giữa 246 và 6:30. Thì chắc chắn là sẽ một cuộc quyết đấu của hai đội bóng ở phía cuối của bảng xếp hạng. Và chắc chắn rằng sau vòng đấu này thì một trong hai bên sẽ có điểm, hoặc cả hai đều có điểm nếu như đó là một trận hòa. Trận đấu cuối cùng vào lúc 20 giờ sẽ là 357 gặp FC Anh Em. Ở vòng đấu trước thì 84 họ đã giành chiến thắng 4-2 trước FC 246. Trong khi đó thì Tiger giành chiến thắng sát nút 2-1 trước 357. Dứt điểm. Vẫn còn, bóng vẫn đang trong cuộc. Được chuyền vào trong, không được rồi. Người chạm bóng cuối cùng là Xuân Phong. Pha phối hợp tốt của hai cầu thủ áo trắng. Sẽ là quả đá phạt góc dành cho 84. Và đã phạt góc thứ hai mà đội bóng này đã có được. Không được. Như vậy trọng tài xác định bóng đã chạm vào đầu của Vũ Hoàng cuối cùng trước khi đi hết đường biên ngang. Đường chuyển hơi dí đồng đội nhưng vẫn xử lý thành công. Sẽ có thêm một quả đá phạt góc nữa. Một pha bóng hàng phòng ngự bên phía Tiger đã gặp lung túng trước sự áp sát rất nhanh của FC 84. Các cầu thủ trẻ bên phía Tiger họ vẫn chưa tìm thấy chính mình. Không được. Thêm một lần nữa thì người tạo nên sự nguy hiểm là Vũ Hoàng. Thêm một lần nữa thì đường ném bóng lên của thủ thành bên phía đó là một tình huống khá hài hước khi mà chỉ chưa đầy một phút trước đó thì thủ thành của Tiger đã được trọng tài nhắc nhở rằng trái bóng không được đập quá hai lần, và nếu như vậy sẽ bị nhận một tình huống đá phạt gián tiếp. Tuy nhiên đã có những sự tranh cãi và chúng ta sẽ cùng chờ xem quyết định của trọng tài. Vậy nếu như trọng tài xác định đó là một tình huống bóng sống thì có thể sẽ không có lỗi và gián tiếp. Như vậy là trận đấu sẽ được tiếp tục. Và sẽ là một và trả bóng dành cho Tiger. Vũ Hoàng phạm lỗi rồi. Và phạm lỗi là của Vũ Hoàng. Ngày hôm nay đeo băng đội trưởng bên phía 84 chính là cầu thủ ma số 7 Đặng Vũ Hoàng. Trong khi đó một số 7 khác lần này là bên phía Tiger, cũng là người đeo băng đội trưởng. Khánh Duy. Khánh Duy có một gương mặt và phong cách chơi bóng khá giống với Dybala. Cầu thủ cũng thuận chân trái và cũng là một phong cách khá lãng tử giống với chân sút người Argentina. Bóng đã ra ngoài biên. Rõ ràng những tình huống bóng cố định thì bên phía 84 họ cần phải để mắt tới cầu thủ cao nhất sân.
chính xác là cao nhất trong đội hình của Tiger, đó là Đức Thắng. Và không chơi bóng không thành công, nhưng chính sự tích cực đã giúp cho cầu thủ này có thêm một cơ hội nữa. Thêm một lần nữa thì cầu thủ bên phía 84 đang bị đau. Lần này là Trung Hiếu, cầu thủ mã số 8. Sau pha nỗ lực để dứt điểm. Trung Hiếu đang sở hữu cho mình những tình huống tấn công rất nguy hiểm. Anh đã khiến cho hàng phòng ngự của Tiger gặp khá nhiều những sự lung túng khi phải theo kè mình. Đá biên dành cho 84. Tuấn Phong vẫn còn không được rồi. Có tới hai cầu thủ áo trắng đã áp sát trong tình huống vừa rồi, nhưng không một ai chạm bóng thành công. Hùng Dũng, anh Tuấn, đường truyền không dành cho ai. Bây giờ sẽ là quả đá biên dành cho Tiger. Những phút vừa qua thì cả hai bên đều chưa có thêm những cơ hội nguy hiểm được tạo nên. Người thực hiện quả đá biên này cho Tiger sẽ là Lưu Hải. Đó là đường chuyền sệt. Bóng đến chân của Đức Thắng, nhưng có lẽ cầu thủ này cũng hơi bất ngờ. Tình huống cầu bóng không được. Bóng tiếp tục hướng đến vị trí của Đức Thắng, nhưng vẫn là một đường chuyền hơi cao. Đường chuyền không chính xác. Đức Thắng. Thêm một quả đá biên nữa dành cho đội bóng áo tím. Và tiếp tục Huy Hùng sẽ là người thực hiện tình huống đá biên này. Thời gian của hiệp 1 đang trôi dần về những phút cuối. Lúc này tỷ số vẫn đang là không đều. Đường chuyền của Huy Hùng quá thiếu chính xác. Và đúng lúc này thì tiếng còi khép lại hiệp 1 cũng vang lên. Hai đội bóng nhìn chung trong hiệp thi đấu đầu tiên đã thi đấu với phần hơi thận trọng, nhưng mà họ đều biết rất rõ về sự nguy hiểm của nhau. Hai đội bóng lúc này đang toàn thắng và dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ ít phút trước khi đến với những diễn biến của hiệp 2. Thank you.
Xin chào các bạn, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với hiệp 2
trận đấu đầu tiên trong buổi chiều hôm nay, trận đấu thuộc vòng đấu thứ 3 của giải bóng đá Trung Bình mở rộng Cúp Sơ lần 1 năm 2020. Cuộc đọ sức giữa FC Tiger và FC 84. Kết thúc hiệp 1 thì hai đội tạm nghỉ với tỷ số là 0 đều. Cả hai bên đều đã có những cơ hội trong hiệp 1, đặc biệt là bên phía 84, nhưng họ chưa một lần thành công. Đó là câu chuyện ở phần đầu tiên của hiệp 1 và trong quãng thời gian còn lại, cả hai bên đều thi đấu với một thái độ tương đối thận trọng dành cho nhau, và vì thế khiến cho những phút cuối diễn ra không thật sự quá hấp dẫn. Và hy vọng rằng ở trong hiệp 2 này, hai đội sẽ tự tin hơn và mạnh dạn hơn trong lối chơi của mình để có thể mang đến cho các khán giả những tình huống đẹp mắt hơn nữa. Cũng như hiệp 1 thì những phút đầu tiên luôn là cách mà hai đội bóng dồn bóng về phần sân của nhau và tăng tốc. Bây giờ sẽ là quả đá phạt dành cho FC Tiger. Quả đá phạt với một cự ly tương đối gần so với khung thành của FC 84. Đứng chơi bóng tiếp tục là Huy Hùng, cầu thủ luôn nhận trách nhiệm trong những tình huống đá phạt. Phía bên cạnh Huy Hùng thì cầu thủ này hoàn toàn có thể đưa ra một đường truyền dành cho Hoàng Anh. Cầu thủ mã số 98 cũng đang rất sẵn sàng và đang đứng ở vị trí chính diện. Đó là đường truyền dành cho Khánh Duy. Ngay lập tức thì cái chân trái của Khánh Duy đã được vung lên và sẽ có một quả đá phạt góc. Đó vào trong, không được. Đường truyền hướng đến vị trí của Đức Thắng. Không phải là một pha bóng câu bổng. Không được. Chúng ta xác định không có bất cứ một lỗi nào đến từ hàng phòng ngự của FC 84. 84 cũng chính là đội bóng đã có được một thế trận tốt hơn và nhiều cơ hội nguy hiểm hơn so với đối thủ. Người sở hữu nhiều cơ hội nhất bên phía đội bóng trắng trong hiệp 1 đó là số 8 Trung Hiếu. Huy Hùng, không được, những đường cầu bóng bổng vẫn chưa mang lại những sự hiệu quả dành cho đôi bên. Bản thân các cầu thủ trung vệ của FC 84 cũng không phải là những người có chiều cao thấp. Họ luôn sẵn sàng để phá bóng trong những tình huống bóng bổng mà Tiger đã mang lại. Không được. Vẫn chưa có những tín hiệu tích cực đến với lối chơi của Tiger. Nhìn đây sẽ là một cơ hội dứt điểm ngay. Một tư thế hơi khó. Xuất vòng. Rất nhiều những đường bóng dài được các đội thực hiện, nhưng chưa một bên nào tỏ ra thực sự hiệu quả. Và qua người rất hay, Lý Quốc Khánh, Lưu Hải. Lưu Hải trong hiệp 1 cũng bị chăm sóc rất kỹ lưỡng. Không có nhiều khoảng trống dành cho số 19 bên phía Tiger. Không thành công. Huy Hùng. Và ném bóng của thủ thành Hùng Dũng. Đường truyền của Quốc Toàn và phạm lỗi đến từ phía sau.
Ngày hôm nay thì bên cạnh Lưu Hải đó là Khánh Duy. Khánh Duy, đội trưởng bên phía FC Tiger cũng bị chăm sóc một cách kỹ lưỡng. Xuân Phong đường trượt không thành công. Quý Hùng quyết định dứt điểm từ xa và nó chưa mang lại sự hợp lý. Không được. Đá biên dành cho Tiger. Quốc Khánh. Với mỗi những tình huống mà Tiger cầu bổng thì Đức Thắng đều xuất hiện trong hàng phòng ngự, trong vòng cấm địa của FC84. Nhưng kể từ đầu trận đến giờ thì anh cũng chưa để lại những ấn tượng với những tình huống đánh đầu của mình, những pha bóng hoặc là những đường chuyền tương đối cao, hoặc là những tình huống đánh đầu chưa thật sự chính xác của cầu thủ mang áo số 18. Sẽ là quả đá phạt dành cho 84. Đứng trước bóng là Quốc Toàn. Từ vẫn đang thảo luận để đưa ra tình huống đá phạt của mình. Một đường chuyền nhanh, kịp không? Khánh Duy, vẫn là Khánh Duy, cơ hội! Tuy nhiên đã có tiếng còi và đó là một pha bóng mà thủ thành Hùng Dũng đã chơi bóng ngoài vòng cấm địa. Chúng ta sẽ cùng chờ xem quyết định của trọng tài. Như vậy là một chiếc thẻ vàng. Một pha bóng mà cũng không còn cách nào khác dành cho Hùng Dũng. Và cũng rất may khi anh chỉ phải nhận một chiếc thẻ vàng. Nếu như bóng được chuyền sang thì gần như chắc chắn Tiger sẽ có được bàn thắng. Pha bóng chớp thời cơ rất nhanh và rất hay của cầu thủ Tiger. Tuy nhiên bây giờ họ cũng sẽ có cơ hội với quả đá phạt này. Tới 5 cầu thủ sẽ đứng hàng rào. Dứt điểm, không được. Số đông hàng phòng ngự bên phía 84 trong pha bóng vừa rồi là những người chiến thắng. Quả đá phạt góc không thành công. Bây giờ thì trên sân bóng Trung Minh đã xuất hiện một trận mưa. Cơn mưa tương đối màu. Và không biết rằng liệu cơn mưa này nó có mang đến một kịch bản với nhiều bàn thắng hơn hay một kịch bản nào khác đến với hai đội hay không. Tuy nhiên chỉ biết rằng nó sẽ ảnh hưởng, chắc chắn là như vậy, ảnh hưởng đến lối chơi của hai bên với việc sân trơn bóng ướt. Nguy hiểm. Thêm một cú dứt điểm nữa đến từ Khánh Duy. Hy vọng rằng cơn mưa này cũng sẽ kết thúc nhanh chóng thôi, vì sau trận đấu này chúng ta còn tới 2 trận đấu nữa. 4 đội bóng đang chờ đợi cho vòng đấu thứ 3 này. Đường chuyền tương đối khó hiểu. Tuấn Phong đang gọi đồng đội của mình đó là Xuân Phong. Nhưng đáng tiếc là cầu thủ ma số 88 lại đưa ra một
Đường chuyền không dành cho ai cả. Đức Thắng, Lưu Hải. Hai tình huống sọc bóng liên tiếp và 84 là những người đã cướp lại được trái bóng. Sân quá trơn. Rất tiếc cho cả hai bên trong tình huống vừa rồi. Tuy nhiên đó là một pha đá phạt dành cho 84. Trọng tài xác định cầu thủ áo tím đã phạm lỗi. Quả đá phạt dành cho đội bóng áo trắng. Không được, không vượt qua hàng rào. Bóng đã đi hết đường biên ngang. Quả đá phạt góc dành cho 84. Người thực hiện là Trần Anh Tuấn. Anh Tuấn. Chuyển không tốt một chút nào. Không được. Trận đấu giữa hai đội bóng 84 và Tiger. Hai đội bóng đang toàn thắng tính đến thời điểm hiện tại. Đang diễn ra với một hiệp hai chưa thực sự hấp dẫn và đúng với kỳ vọng của người hâm mộ. Đường chuyền là của Huy Hùng. Và tiếp tục số 18 là người bật cao. Tuấn Phong. Huy Hùng rất nguy hiểm, cú sút là của Khánh Duy. Khánh Duy đã có khoảng trống trong tình huống vừa rồi và ngay lập tức quyết định được đưa ra. Đức Thắng, bóng không vượt qua được cái chân của Vũ Hoàng. Huy Hùng, trận đấu vẫn đang tiếp tục. Không có lỗi. Bóng đến vị trí của Trung Hiếu. Vẫn là Trung Hiếu, đường chuyền. Không được rồi. Một pha bóng mà Trung Hiếu đã nhìn thấy đà di chuyển của Xuân Phong. Nhưng vẫn thiếu đi một chút nữa khi mà trái bóng đã trôi hơi mạnh. Cầu thủ đang bị đau bên phía Tiger là Khánh Duy. Cầu thủ cũng đã được chăm sóc rất kỹ ở trong trận đấu này bởi các hậu vệ bên phía FC84. Trận đấu sẽ được tiếp tục. Thì một tình huống phòng ngự bóng bổng tốt đến từ cầu thủ mang áo số 20 Bùi Quốc Toàn. Trận đấu đá chính đầu tiên của anh và cũng đang để lại những dấu ấn nhất định nơi hàng phòng ngự của 84. Khi anh chính là người đã thực hiện những tình huống chống bóng bổng nhiều nhất bên phía 84 sau những pha cầu bóng đến từ phía Tiger.
Huy Hùng. Tiếp tục là tình huống đánh đầu cản phá đến từ phía Quốc Toàn. Đứng chơi bóng là Quốc Khánh. Đến thời điểm hiện tại của trận đấu thì cả hai bên đều chưa có bất kỳ một sự thay đổi người nào. Thêm một đường chuyền dài nữa lên phía trên. Trần Trơn bóng ướt đã khiến cho Huy Hùng gặp một chút khó khăn trong pha ôm bóng vừa rồi. Anh Tuấn. Cơ hội phản công dành cho Tiger, không được rồi. Và cắt bóng rất hay. Và ngay lập tức tổ chức một tình huống phản công. 1-0. 1-0 dành cho 84. Và cắt bóng rất hay và công đầu phải kể đến sự xuất hiện của trung vệ Quốc Toàn. Anh đọc vị trí tốt và ngay lập tức là đưa ra một đường chuyền dành cho đồng đội. Lần này thì số 8 Trung Hiếu đã không bỏ lỡ cơ hội của mình nữa. Cuối cùng thì trận đấu cũng đã có được bàn thắng và nó dành cho FC 84. Sau khi có được bàn thắng mở tỷ số thì trời lại mưa to hơn. Trong khi đó thì cầu thủ bên phía FC 84 đó là số 9 Trần Anh Tuấn đã gặp chuột rút. Và có thể cầu thủ này sẽ không tiếp tục thi đấu được nữa. Và cầu thủ vào sân để thay thế cho Trần Anh Tuấn đó là số 12 Nguyễn Gia Lộc. Tinh thần của các thủ 84 đang lên rất cao. Những pha bóng đầy cố gắng của Xuân Phong. Rõ ràng sự xuất hiện của trung vệ Quốc Toàn ngày hôm nay đã mang đến rất nhiều những sự yên tâm cho hàng phòng ngự của 84. Nguy hiểm. Phản công dành cho Tiger. Đức Thắng. Đường chuyền hơi non chân. Nó đã tạo điều kiện cho cầu thủ bên phía 84 cản phá được bóng. Huy Hùng. Không được rồi. Thêm một lần nữa thì người phá bóng là Quốc Toàn. Một trận đấu ấn tượng với trung vệ mang áo số 20 tính đến thời điểm hiện tại. Huy Hùng. Lúc này thì trời ngoài mưa to còn xuất hiện thêm cả sấm nữa. Một trận đấu chinh chiến dưới mưa của hai đội bóng đang xếp ở vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng. Xuân Phong vẫn là Xuân Phong. Đưa bóng vào trong. Đức Thắng. Một đường chuyền dài. Không được. Phạm lỗi rồi. Và phạm lỗi là của Tuấn Phong.
Và một chiếc thẻ vàng ngay lập tức được rút ra dành cho Tuấn Phong. Quả đá phạt dành cho Tiger. Huy Hùng. Và cầu bóng. Nguy hiểm. Chưa thể tung ra được tình huống dứt điểm thành công. Tình huống mà Vi Quốc Khánh đã nhận được bóng bật ra nhưng chưa kịp xử lý để tung ra tình huống vô lề. Hôm nay thì trời mưa khá to đang ảnh hưởng tương đối nhiều đến việc tác nghiệp của bộ phận quay phát chúng tôi. Thế nên nếu như gặp một chút sự cố về mặt đường truyền thì rất mong quý vị và các bạn sẽ cùng thông cảm. Trời đang ngày một mưa to hơn. Vẫn là Huy Hùng. Huy Hùng rất khỏe. Và phòng ngự tương đối quyết liệt đến từ Đặng Vũ Hoàng. Cơn mưa rất to, rất nặng hạt đang bủa vây. Khánh Duy. Quốc Toàn đánh đầu khá nguy hiểm và chạm đầu là của Xuân Phong. Đá biên dành cho Tiger. Trung Hiếu. Đó chỉ là một pha bóng mà Huy Hùng đã vô tình chứ không hề có chủ đích trong tình huống phạm lỗi đối với Trung Hiếu. Bên phía Tiger chuẩn bị có sự thật được gửi. Lưu Hải đã thấm mệt và anh cần được rời sân. Và xử lý là của Tuấn Phong. Quả đá phạt góc. Mưa đang ngày một to hơn. Rõ ràng là rất khó khăn trong công việc tác nghiệp cũng như là khả năng chơi bóng của chính các cầu thủ trên sân. Bây giờ thì Lưu Hải đã được rời sân. Quả đá biên dành cho 84. Đó là một đường căng bóng sệt. Nguy hiểm. Khánh Duy. Không thành công. Cơ hội tấn công dành cho các cầu thủ bên phía Tiger. Dứt điểm. Rất đáng tiếc. Người dứt điểm trong pha bóng vừa rồi là Hoàng Anh. Pha lên tham gia tấn công của trung vệ mang áo số 98.
Và đúng lúc này thì tiếng còi khép lại trận đấu đầu tiên trong loạt trận thứ 3 giải bóng đá Trung Minh mở rộng Cúp Sòa Qua lần 1 năm 2020 đã được vang lên. Và chiến thắng thuộc về FC 84. Đội bóng được đánh giá là nhiều kinh nghiệm hơn so với sức trẻ đến từ phía Tiger. Ngày hôm nay có lẽ là một trận đấu mà các cầu thủ áo tím họ đã không thể phát huy được hết khả năng của mình với sức trẻ và nhiệt huyết của mình. Một trận thua có phần đáng tiếc nhưng là hoàn toàn xứng đáng. Và nó rất xứng đáng hơn nữa dành cho 84 khi họ đã có một thế trận tốt, chơi áp đảo hơn so với đối thủ và tận dụng cơ hội một cách tuyệt vời. Người có bàn thắng ghi bàn duy nhất trong trận đấu này đó là Trung Hiếu. Và chiến thắng 1-0 sẽ là quá đủ để đội bóng này tiếp tục ngự trị trên vị trí đầu bảng. Họ sẽ vượt qua chính các thủ Tiger với khoảng cách là 3 điểm. Chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ phút trước khi đến với trận đấu thứ 2 của buổi chiều ngày hôm nay.